Hello tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Quang Spin. Và mình sẽ tiếp tục với cái series Little Nightmare này. À, bây giờ mình đang ở trong một cái căn phòng kỳ dị. Có một cái ông nào kia. Ok, mình phải rón rén đi mới được. What the... Ô, chạy. No, mình thấy cái lỗ để chui qua rồi nhưng mà, holy shit, bị bắt rồi. Ok, làm lại. Thì ra là cái ông này bị mù. Ok ok. Nó chỉ ngửi được tiếng thôi chứ nó không không nhìn thấy mình. Ok, lại. Da 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 da. Chui quá. Ok ok. Chạy thôi, chạy. Mình cần phải chạy. Holy shit. Holy shit. Shit. No. Oh. Oh. Adu. Mẹ. Ôi, hôm nay mở được cửa à? Holy fucking shit. Really? Ok, lại. Tè. Ít xe. Fuck. Ok. Lại nhé. Mình vẫn chưa tìm ra cách để mà thoát khỏi ông này. Chui lại về đây. Ồ, làm gì có gì đâu mà tìm. Ồ, thì ra là như vậy. Thoát rồi. Yeah. Holy shit. À, hết hồn. Làm sao mở được cái này lên bây giờ? How to mở? À, đây. Mình sẽ cắm vào cái này. Rồi, mình sẽ quay cái này lên. Đó. No. Yeah. Thoát rồi. Yes. Ho. Tuổi gì mà đuổi theo anh. Ui, cái gì đấy? Má, thằng nào ném giày xuống ấy. What the fuck, man? Cái đù. Nhảy lên. Ok, được rồi. Má, mình phải chui qua cái này. Tối thế. Bật đèn. À, bật lửa lên. Trời ơi, sao đây toàn giày này. Ui, một rổ giày. What the fuck. Ôi, bơi trong giày ạ, vãi lềnh. Ôi, cái gì đấy? Trèo lên, what the fuck, cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Ui. What? Ôi,
Giờ phải làm sao bây giờ? Lên 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 lên. Má. Ui, có cái gì nó cứ ở dưới ấy. Má ghê vãi. Mình kéo được cái này không? Không kéo được, nặng quá. Ui, 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 ông gì kia? Tránh xa tôi ra. Ôi giời ơi. Chạy, 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 chạy. Ông nghĩ ông được tôi á? Ông nghĩ ông được tôi á? Hả? Hả? Oh, fuck. 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 Ui. Má. Nào 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 nào. Đừng có sờ soạn. Sờ soạn linh ta linh tinh. Ui. À. Đệt. Có lẽ là mình nên ngồi một chỗ thì hơn. Rồi ạ. Ok, mình sẽ tiếp tục lại chơi lại đoạn này. Hiếu động quá. Ok, mình sẽ đi chung thang máy với cả ông này. Ok, ngồi yên đây, ngồi yên đây, ngồi yên ở đây. Ngồi yên ở đây. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Nào, đừng có sờ soạn cái thằng ấu dâm này. Nào. Ôi, trông kìa, nghiến răng ken két hôm nay mẹ. Chơi hàng nóng à? Cái gì đấy? Ô. Oh. Oh. Oh, fuck. Fuck man. Ô, lại là con khỉ. Hello khỉ. Ok, mình sẽ cầm con khỉ này ném lại vào đây đúng không? Đúng không ta? Có lẽ mình nên... Oh shit! Ném vào đâu nhỉ? Mình quên cái ấy rồi. Thôi bỏ đi. Cái công tắc của thang máy đâu ta? Đẩy vào đây hả? Đẩy nào. Ok. Oh shit. Ờ, không phải cái này. Khỉ đâu ấy? Khỉ ơi, mày ở đâu khỉ ơi? Đây, đây, đây. Rồi. Oh shit, lại trượt. Rồi. Oh fuck. Má đùa tao hả? À đệt. Giờ mình phải làm gì với con khỉ ở đây? Ê. À đủ. Thôi kéo cái này ra vậy. À, đủ. Mình phải đẩy cái này ra. Ê. How to đẩy? Đấy chưa? Để.
nặng vãi lên. Nặng quá. Được rồi. Má bị kẹt cái đoạn này. Kẹt cái đoạn này. What the fuck? Đẩy đi. Cố lên. Mất thời gian cái đoạn này quá. Ôi giời. À đủ thì ra là ở dưới này. Ok. Mình sẽ cần đến cái con khỉ này cho nên là mình sẽ mang theo nó. Ơ kìa. Rồi. Mình sẽ đi theo con kia. Fuck này. Đây rồi. Ui rồi. Mẹ ông này. Có chỗ nào để lên không ta? Fuck, không có đường lên à? Really? À đủ, không có đường lên à? Hey, hey you, what are you doing, man? À đây, lối lên đây rồi. Xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống. Không có gì đâu, đừng có mò. Mẹ. Holy shit, holy shit, holy shit. Gì đây? Holy shit. Má ông này tinh vãi. Làm gì đây? Thôi đi ra đi, trong này không có gì đâu, má toàn búp bê. Ông này bị gay à? Má toàn siêu tầm búp bê à, what the fuck man. Đi ra ngoài. Ông ơi đi ra giùm cháu một cái ông ơi. Ngồi hôm nay mỏi chân quá ông ơi. Lại còn ngồi xổm nữa. Ok. Lách sang bên kia vậy. Ok. Hey hey. Oh fuck. Đừng có leo lên. Không có gì đâu. Đẩy đẩy cái này ra. Đẩy cái này ra. Đẩy cái này ra. Đẩy cái này ra. Rồi ok. Thoát rồi. Yeah. Woo. Thật là hạnh phúc. Trời tối thế. Tối vãi. Ui dồi ôi lại gặp. What? Ma.
Lại thêm một cái ông mắt mù nữa à? Vừa thấy đằng kia xong giờ lại thấy rồi. Ôi sập 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 nhà rồi. Ôi sập nhà, ôi sập. Oh. Holy shit, gì đây, gì đây? Gì đây? Không có gì đâu. Rồi. Tôi bị đau đầu à? Thì rồi đi ra đi, không có gì đâu. Sờ với soạn. Mẹ. Lợi dụng tiếng đồng hồ này để chạy. Né thôi. Ờ, mình cần phải ném cái giày lên à? Ê. Ném giày lên được không? Ê. Ok, chạy thôi. Chạy 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 chạy. Holy shit. Ok, mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Ok, thoát rồi, thoát rồi. Yeah. Ồ, leo lên mấy tấm sách cái điểm gì ta? Leo sợ ngã giật mặt không ta? Sợ vãi. Hey. Mày thế không giật mặt. Ok, leo lên. À, leo lên mấy cái này. Ồ, đây có một cái đàn bị treo này. Ok, thắp. Thắp nến lên. Ok, nhảy quá. Yeah. Rồi. Nhảy. Ồ, á đù. Trượt chân thôi mà. Ok, lại nào. Úi giời ơi, còn rơi hết cả sách. Rơi vừa thôi. Nhảy. Rồi mình sẽ lấy đai nhảy sang bên kia. Nhảy. Ok, được rồi. Oh, 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 oh. What the fuck? Sao đi đâu gặp ông này vậy? Really motherfucker? Tắt 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 tắt. Thoát rồi, thoát rồi, thoát rồi, thoát rồi. Nó ngửi đấy rồi. Ngửi thấy rồi. À! Thả tao ra. Chóa. Má, nó ngửi thấy mình ạ. Ok, làm lại. Ok, mình sẽ lách qua đây để ông ấy không thấy. Nào, đừng có sờ chúng tao là tao đấm chết. Ok, không có gì để sờ đâu. Đừng có hửi. Tao không màu không mùi. À đâu, tao có màu nhưng mà không có mùi vị gì hết. Đừng có ngửi.
Ta mặc bộ màu vàng. Leo lên, leo lên, leo lên. Yeah, thoát rồi. Woo. Yes. Yeah, thoát rồi. Oh shit, sao mình lại thấy cái này nhỉ? Cái này điểm gì ta? Hay là cái này để mở cái kia? Tối thế. Oh shit. Sao tối này? Ôi. Không có lối đi rồi. Giờ how to play? Có lối đi thật à? Ở đây mình sẽ đẩy cái này ra. À không đẩy được. Ok. Mình sẽ cầm cái dòng dọc này không biết để làm gì. Không biết để làm gì luôn. Holy shit. Quanh đây có cái lỗ cắm nào không? À đây có cái gì đó để leo lên này. Ủa tối om luôn. Không thấy một cái gì sắt. Ok chui xuống. Cũng không chui được luôn. Rồi, rơi xuống sấp mặt. Mé. Ok, và tập này của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và nếu các bạn thích tập này thì đừng quên để lại một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn coi video của mình thì cũng đừng tiếc một like và một comment ủng hộ nhé. Ok, và mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày thật vui vẻ. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Bye bye. Cho con bé đi ngủ đi đã. Chết nhiều quá rồi. Bye bye nhá.